Vũ Động Càn Khôn phần 10 tập 4, Tiểu Điêu Đấu Thiên Long Thuyết Minh tại kênh youtube Di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thanh niên kia cười nhìn Lâm Động, nụ cười ấy giống như những giọt rượu nóng ấm, từng chút từng chút thấm vào khiến lòng người bình yên. Nụ cười đó, giống như năm mấy ba người bất luận gặp phải khó khăn gì cũng xoa dịu tất cả. Thanh niên kia nhớ lại người thanh niên hồi ở dị Ma Thành bị ba kẻ nguyên môn dồn đến đường cùng, dù đã biết rõ thập tử nhất sinh nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời khỏi đạo tông đứng về phía mình nụ cười của hắn lúc đó cũng như vậy. Cuối cùng, khi sử dụng chuyển dịch không gian để thoát, cũng chính người đó đã bước ra giành lấy chút thời gian cuối cùng. Khi đó, hắn cảm thấy việc để lâm động làm lão đại không khó chấp nhận nữa. Ký ức bỗng tràn về như nước lũ, thanh niên Tuấn Mỹ bỗng cảm nhận được một nỗi niềm chua sót dâng lên trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cười một cái thật tươi, thật dịu dàng. Đại ca, đứng trước lâm động, con người trước đây luôn ngạo nghễ không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai, nhún vai, mặc kệ ánh mắt mở to của lâm động cũng như bọn trần thông lần đầu tiên nói ra lời mà trước đây hắn cho là kỳ cục đại ca khi hai tiếng đó thốt ra từ miệng người thanh niên tuấn mỹ kia không khí dường như đông cứng lại vô số cường giả đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó trong mắt ai cũng là sự chấn động kinh ngạc không thể che giấu nổi vừa rồi thanh niên đó xuất hiện đã bộc lộ sự ngang tàng bá đạo nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu mà lại có cảm giác nên như vậy mới phải vì đó là thiên yêu điêu là một trong tứ bá tộc nổi tiếng bá đạo trong yêu thú giới dù họ không hiểu về thanh niên tuấn mỹ kia nhưng vẫn cảm nhận được sự cao ngạo của hắn ngạo khí đó không phục trời không phục đất thậm chí họ còn nghĩ e là dù đối mặt với cường giả luân hồi cảnh thì hắn cũng khó lòng khuất phục thế nhưng thiên yêu điêu hành động bá đạo nội tâm cao ngạo đó đứng trước một thanh niên độ tuổi tương đương thậm chí thực lực còn yếu hơn lại thốt lên hai tiếng khiến đất trời điên đảo chỉ hai chữ đơn giản nhưng nó không hề cứng nhắc tất cả đều nhận ra đó là tiếng nói xuất phát từ nội tâm hắn. Họ không thể hiểu được tại sao, chỉ đành nhìn với người thanh niên có tên Lâm Động kia, hắn ta một lần nữa lại khiến họ bất ngờ. Trên bầu trời, ba người bọn thiên long yêu soái đồng tử cũng co nhỏ lại. Kim Viên và Quỳ Điêu yêu soái sắc mặt nặng nề, lần đầu tiên chúng cảm thấy dường như ra tay với Lâm Động là một quyết định sai lầm. Vì đây cũng là lần đầu tiên chúng thấy thiên yêu, điều cao ngạo là vậy lại gọi một người ngoại tộc, thậm chí một con người, là đại ca chúng thân là cường giả chuyển luân cảnh hiểu rõ tính cao ngạo không gì bằng của thiên yêu điêu vì thế chúng càng hiểu khiến thiên yêu điêu gọi một tiếng đại ca tự nhiên như vậy khó khăn đến mức nào hà hà nhiều năm vậy rồi lần đầu tiên thấy a điêu thế này một cường giả trung niên trong thiên yêu điêu thấy vậy cũng giữ người một lúc rồi cười hai cường giả chuyển luân cảnh bên cạnh cũng gật đầu nhìn lâm động với ánh mắt kỳ lạ họ chỉ biết lần này tiểu điêu ra ngoài là để tìm một bằng hữu quan trọng nhưng không ngờ quan hệ hai người lại sâu sắc như vậy cùng là người trong tộc họ rất hiểu tính cách tiểu điêu, cộng thêm thân phận của hắn trong thiên yêu điêu tộc. Đừng nói người ngoài, ngay đối mặt với trưởng bối tiểu viêm vẫn giữ nguyên bá khí độc tôn của mình, thường xuyên khiến trưởng bối tức giận. Nếu những bậc trưởng bối đó mà biết tiểu điêu lại có biểu hiện thế này, thì dù định lực thế nào chắc họ cũng sẽ sững sờ mà há hốc mồm. Đúng là, lâm động cũng thất thần mất một lúc vì hai tiếng đại ca của tiểu điêu, rồi hắn khẽ cười. Đúng là không dễ dàng gì nhưng không phải ngươi đợi bao giờ thực lực ta hơn ngươi rồi mới chịu gọi đại ca sao này này đừng có đắc ý đấy là ta nể tình ngươi biểu hiện tốt ở dị ma thành nên mới miễn cưỡng tiểu điêu nói nhưng gương mặt cũng hơi ửng đỏ chắc hẳn vừa rồi hắn cũng không dễ dàng gì lâm động cười rồi hơi nhắm mắt lại hít một hơi sâu sau đó thở mạnh ra dường như hắn muốn chút hết mọi gánh nặng trong lòng đi cuối cùng cũng tìm được các ngươi lâm động khẽ nói có phần run rẩy từ khi xuất hiện ở loạn ma hải, lúc nào hắn cũng lo lắng lần phân ly đó là lần cuối cùng ba huynh đệ ở bên nhau. Ở loạn ma hải hắn cũng đã cố gắng hết sức thu thập tin tức của hai người nhưng đều trở về tay trắng, nhưng may mắn là cuối cùng họ vẫn gặp lại nhau. gánh nặng hơn một năm nay cuối cùng cũng được chút bỏ. Tiểu Điêu nhìn gương mặt gầy gò của Lâm Động rồi cười, hắn giang hai tay ra ôm chặt lấy Lâm Động, không chỉ có Lâm Động chờ đợi ngày này mà hắn cũng vậy, chỉ là lần đó thương thế quá nặng, hắn chỉ có thể về tộc trị trương, chứ không thể đi tìm hai người bọn lâm động được hắn không nghĩ gì nhiều hắn chỉ biết nếu thật sự lâm động và tiểu viêm xảy ra chuyện gì thì hắn nhất định sẽ khiến nguyên môn xác chất thành núi hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhưng đúng là ngươi đi đến đâu thì gây rắc rối đến đó tiểu điêu buông tay cười nói để có đủ sức mạnh trở về đông huyền vực ta đành phải vậy thôi lâm động lắc đầu đúng là hắn không muốn động tới ba đại yêu soái nhưng hắn cũng không thể từ bỏ huyền thiên điện được đông huyền vực à Tiểu Điêu nheo đôi mắt nhỏ dài của mình lại, hung quang lại trào dâng, rồi hắn cười. Ba tên lão cẩu đó, ta vẫn luôn luôn ghi nhớ. Chúng ta đều nhớ. Lâm động cười, nụ cười cũng sắc lẹm như đao. Có điều, động thì cũng đã động vào rồi. Tiểu Điêu cười, ngẩng lên nhìn ba người bọn thiên long yêu xoái, gương mặt lại hiện lên vẻ ngang ngược. Ở đông huyền vực, điêu gia ta không bảo vệ được các ngươi, nhưng nay đến yêu vực, kẻ nào dám động vào các ngươi, điêu gia diệt kẻ đó việc tiếp theo cứ để ta không thể lần nào cũng là ngươi ra mặt được nghe tiểu điêu nói vậy lâm động không kìm được bật cười rồi gật đầu đây mới là điêu ra bá đạo hắn quen tiểu điêu quay người bước ta từng bước hung sát khí linh người cuộn trào như vũ bão trên bầu trời sắc mặt ba đại yêu soái đều trở nên thiếu tự nhiên thiên yêu điêu bọn ta làm việc tuy bá đạo nhưng cũng biết quy tắc tên tạp trùng này hôm nay không thoát được rồi hai người các ngươi nếu thấy đủ nghĩa khí với hắn thì ở lại điêu ra ta tiếp tiểu điêu ngừng lên nói lời nói vừa dứt thì thiên long yêu soái tái mặt ý của tiểu điêu rõ ràng là nhằm vào hắn ngươi cũng đừng quá ngông cuồng ctv không phải địa bàn của thiên yêu điêu các ngươi thiên long yêu soái giận dữ quát lên rồi nhìn hai người kim viên hai vị nếu để hắn làm loạn thú chiến vực thì có lẽ đều không tốt cho chúng ta sau này lúc này rõ ràng thiên long yêu soái phải kéo cả hai yêu soái kia vào nếu không chiến đấu lực của đối phương đủ để đè chết hắn Hắn không có tự tin để đối phó với bốn cường giả chuyển luân cảnh, đặc biệt lại còn là Thiên Yêu Điêu. Hai người Kim Viên nghe vậy, ánh mắt đều thay đổi liên tục, rồi cùng nghiến răng, lùi lại về sau trước vẻ mặt khó coi của Thiên Long Yêu Soái. Hai vị bằng hữu, chuyện hôm nay bọn ta không tham dự nữa, trước đó có đắc tội gì mong hai vị bỏ qua. Hai người Kim Viên bao quyền từ xa nói với Tiểu Điêu, họ không phải đồ ngốc, đắc tội với Thiên Yêu Điêu chỉ có thằng ngu mới làm, hơn nữa dù có không rút lui đối phương có tận bốn cường giả chuyển luân cảnh họ cũng không đối phó nổi tiểu điêu đã đưa ra đường lui cho thì đương nhiên họ sẽ vui vẻ đi thôi còn về cái nghĩa khí gì đó với thiên long yêu soái thì đúng là trò cười nếu không phải vì thần vật bảo khố thì họ không muốn can dự vào tranh chấp giữa thiên long yêu soái và lôi huyên sơn cường giả ở xung quanh thấy thế đều há mồm ánh mắt nhìn tiểu điêu càng thêm kính sợ thế nào gọi là khả năng uy hiếp đây chính là uy hiếp chỉ một câu nói cũng buộc hai đại yêu soái phải rút lui lợi hại thật mấy người trần thông đều chẹp miệng ở thú chiến vực kim viên và quỷ điêu yêu soái đều tương đương với kẻ thống trị tối cao vậy mà hiện giờ hai siêu cấp cường giả nổi danh khắp thú chiến vực lại bị một lời nói buộc rút lui họ lén nhìn tiểu điêu rồi lại nhìn lâm động với ánh mắt phức tạp người thanh niên này càng ngày càng cao thâm khó lường các ngươi được được các ngươi tưởng thiên long yêu soái ta sợ sao thiên long yêu soái nhìn hai người kim viên sắc mặt tím tái ánh mắt tối sần vung tay lên một đạo hồng quang bắn ra. Hôm nay bản tọa muốn xem xem, một trọi một thì ngươi làm được gì ta? Thiên Long yêu soái quát lên, hắn cũng khá thông minh, mở mồm là một trọi một, rõ ràng là sợ tiểu điêu cùng cả ba cường giả chuyển luân cảnh kia đánh hội đồng. Như thế thì dù có nhiều thủ đoạn thế nào cũng sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi dở trò với điêu gia ta sao? Tiểu điêu thích thú nhìn thiên long yêu soái, đương nhiên hắn ra ý đồ đó, rồi ánh mắt lóe hung quang. Có điều, đối phó với loại tạp trùng như ngươi mà cần gọi người thì quá coi trọng ngươi rồi lời cuối cùng vừa dứt thì đôi cánh rơi giang rộng phía sau năng lượng từ hắc bá đạo bắn thẳng lên trời tạo nên một áp lực đáng sợ bao trùm khắp trời đất hiện tại thực lực tiểu điêu cuối cùng cũng đã hồi phục hoàn toàn trùm từ hắc quang bắn thẳng lên tầng may một luồng áp lực mạnh mẽ đến cực đoan nập xuống cả trời đất vì thế mà rung chuyển dữ dội đồng tử thiên long yêu soái co lại nhìn khí thế kinh người của tiểu điêu không kìm được biến sắc mặt tuy cùng là chuyển luân cảnh nhưng tiểu điêu lại khiến hắn có cảm giác vô cùng nguy hiểm trong yêu thú giới chuỗi thức ăn có hình kim tự tháp và thiên yêu điêu thuộc đỉnh của kim tự tháp đó tuy thiên long yêu soái đẳng cấp không thấp nhưng so với tiểu điêu thì vẫn còn kém một bậc có điều tuy cảm thấy nguy hiểm nhưng dù sao thiên long yêu soái cũng không phải loại tầm thường cục diện đến mức này hắn không thể không ứng chiến mà hắn cũng khá tự tin vào bản thân tuy tiểu điêu là thiên yêu điêu nhưng dù có chiếm thế thượng phong cũng khó lòng khiến hắn quá mức thảm hại đến lúc đó tìm cơ hội chạy cũng không tổn hại đến danh tiếng của hắn nghĩ vậy ánh mắt thiên long yêu soái tối lại quả thực thiên yêu điêu tộc không ai muốn động vào nhưng hắn cũng không sợ sệt như hai người bọn kim viên vì dù gì hắn cũng có bối cảnh không tầm thường từ lâu đã nghe danh thiên yêu điêu tộc lợi hại nay có cơ hội thì ta cũng muốn thỉnh giáo thiên long yêu soái quát lên bước chân ra đằng sau sáu cái cánh bao phủ đầy sinh tử khí khí tức bùng nổ rõ ràng hắn đã thúc đẩy thực lực chuyển luân cảnh đến mức cao nhất tiểu điêu ngẩng lên trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là nụ cười hung hãn đôi cánh rơi hàng nghìn trượng của hắn giang rộng cùng phong cuồn cuộn thân ảnh hắn thì bỗng chốc biến mất ngay vào khoảnh khắc tiểu điêu biến mất thì đôi cánh của thiên long yêu soái cũng chuyển động thân hình lóe một một cái lùi về sau mấy nghìn trượng tốc độ nhanh đến mức khiến người ta há hốc mồm phụt Thế nhưng ngay khi thiên long yêu soái vừa mới xuất hiện trên khoảng không cách đó vài nghìn trượng thì không gian phía sau bỗng tách ra. Một đạo quang trường lấp lánh ánh hắc tử quang, mang theo sinh tử khí hùng hồn đánh xuống. Một quyền tung ra, tất cả mọi người đều nhìn thấy không gian đều nổ tung. Thiên long yêu soái vội vàng quay người, tốc độ của tiểu điêu khiến hắn kinh ngạc không ngớt. Lúc này rõ ràng không thể tránh né được nữa, cả cánh tay hắn bỗng mọc ra chi chít những tấm vảy màu đỏ rực, rồi nắm lại thành quyền đánh ra. Dầm! hai bên đâm sầm vào nhau sóng năng lượng kinh người cuồn cuộn như vũ bão không khí xung quanh hai người trong vòng vạn trượng đều bị kinh khí đánh tan tành thành một chân không thiên long yêu soái trước đó đã một quyền đánh bay lâm động thế nhưng uy phong của hắn rõ ràng không thể bộc lộ được vào lúc này cút bỗng một tiếng quất lạnh lùng vang lên sắc mặt thiên long yêu soái kịch biến lớp vẩy trên cánh tay đã tan tành không còn gì cả thân thể bay ngược ra sau một cách thảm hại tất cả nhìn thiên long yêu soái một chiêu bị rơi vào thế hạ phong mí mắt không kìm được mà co giật quả nhiên không hổ là thiên yêu điêu tộc nếu cùng đẳng cấp có lẽ ngoài cường già của ba bá tộc còn lại thì có lẽ chẳng ai đánh lại được họ nữa người chỉ có vậy thôi sao thân hình tiểu điêu hiện ra với vẻ mặt đầy khinh miệt khác với cái sát ý ngầm của lâm động tiểu điêu lúc nào cũng thể hiện sự bá đạo và ngạo khí ra mặt nhưng đằng sau bà khí đó cũng có sự tinh tế của riêng hắn người đắc ý hơi sớm quá đấy sắc mặt thiên long yêu soái tím lại chân bước ra, không khí dưới chân như nổ tung, sinh tư khí tạo thành những vòng xoáy quanh người hắn, tiếng long ngâm cũng vang vọng khắp bầu trời. Bá long bằng thiên quyền Sau tiếng hét của thiên long yêu xoáy, chỉ thấy phía sau hắn bỗng có sáu con phi long khổng lồ hiện ra, rồi chúng gầm thét theo nắm đấm mà lao tới. Nắm đấm khổng lồ khiến cả không gian nổi cuồng phong. Chỉ với chút bản lĩnh đó mà cũng dám xưng hiệu bá long, thể diện của long tộc bị người phá hủy rồi. Tiểu điêu cười khẩy, hắn nhìn nắm đấm đang lao tới rồi giơ ra một bàn tay với hắc tử khi lấp lóe bên trên dầm Cựu quyền đánh thẳng lên trưởng của tiểu điêu thế nhưng công thế hung hãn đó khi tiếp xúc với bàn tay tiểu điêu thì dừng lại thân hình tiểu điêu không hề rung chuyển cảm giác này giống như tất cả sức mạnh của thiên long yêu soái đều bị tiểu điêu hấp thụ hết vậy a a a sắc mặt thiên long yêu soái tím tái gầm lên từng trận long quyền khổng lồ tung ra vô số đạo tàn ảnh nguyên lực trong trời đất cũng vì quyền phong mà bao động. Thế nhưng, dù công thế có hung hãn thế nào, thì tiểu điêu vẫn đứng trên không, hai tay khẽ di động đón hết công thế cuồng bạo, thân thể không hề di chuyển chút nào. Nhị ca lợi hại thật. Tiểu viêm nhìn hai trận chiến không kìm được tán thưởng. Lâm động khẽ gật đầu, tiểu điêu hiện nay cũng đã là chuyển luân cảnh, nhưng ở tầng thứ này hiển nhiên hắn mạnh hơn thiên long yêu soái một bậc. Hơn nữa, cộng với thể chất cường hãn của thiên yêu điêu tộc, rõ ràng thiên long yêu soái không phải đối thủ của hắn. Trước đây chỉ nghe hắn khoác lác về thực lực đỉnh cao, giờ xem ra đúng là có thể tin được. Lâm Động cảm khái, trước đây rất lâu, trong mắt hắn một cường giả niết bàn cảnh, cũng đã cường hãn không địch nói, còn Tiểu Điêu cũng chỉ là một yêu linh không có nhiều sức mạnh, thậm chí có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Lâm Động hồi đó có lẽ không thể ngờ mình lại có ngày hôm nay, còn Tiểu Điêu cũng không thể ngờ, hắn thực sự có ngày trở lại với thời kỳ đỉnh cao. Chỉ hai người mới hiểu hai huynh đệ họ đã phải trả giá nhiều dưới mức nào khi đối mặt với những cường địch. Nhưng dù thế nào thì họ hiện nay cũng đã được báo đáp. Thiên Long yêu soái không phải đối thủ của Tiểu Điêu. Lâm Động cười. Bùm. Ngay khi Lâm Động dứt lời thì Tiểu Điêu đã tung trường, một trường nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng kèm theo phong lôi mạnh mẽ, đánh thẳng lên Long Quyền hung hãn đang đánh tới. Nhưng lần này sắc mặt Tiểu Điêu lại lạnh đi, bàn tay cong lại thành trào, hắc tử quang ngưng tụ lại ở đầu ngón tay gần như thành dịch thể. Thiên yêu thủ tiểu điêu hô lên một tiếng chỉ thấy bụp một tiếng long quyền nổ tung tiểu điêu lướt tới chảo xuyên qua long quyền đánh lên cánh tay thiên long yêu soái năm ngón tay nhọn hoắt cắm phập xuống rắc tiếng xương cốt gãy rời cùng với máu tươi bắn ra thiên long yêu soái thét lên thảm thiết rồi mọi người kinh hãi khi thấy một bàn tay của thiên long yêu soái đã bị rứt đứt bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim cảnh tượng này khiến không ít người ra đầu tê dại thậm chí hai người bọn kim viên khoái miệng cũng co giật thiên long yêu soái bản thể là lục dực phi long tuy nhục thể không được như long tộc chân chính nhưng cũng không phải tầm thường dù là hai bọn chúng cũng không thể dễ dàng dứt đứt tay hắn như vậy nhưng lúc này dưới bàn tay của tiểu điêu nhục thể của hắn lại mong manh đến vậy hả thiên long yêu soái kêu lên thảm thiết rồi lùi nhanh về sau tóc rũ ra gương mặt trở nên méo mí hắn gườm gườm nhìn tiểu điêu gào lên ngươi tưởng lão tử không dám giết ngươi sao còn bản lĩnh gì thì lôi ra hết đi nếu không thì không còn cơ hội đâu tiểu điêu giơ tay lên máu tươi chảy xuống theo ngón tay hắn gương mặt tuấn mỹ lại mang sự lạnh lùng khiến người ta run rẩy thiên long yêu soái mắt đỏ quạch lần này hắn không do dự nữa há mồm bắn ra một đạo kim quang rồi nó biến thành một ngọn núi khổng lồ kim sắc xung quanh là vô số đạo phủ văn cổ xưa bao phủ tỏa ra thứ năng lượng hùng hồn viễn cổ thần vật cửu thiên trùng đình hai người bọn kim viên thấy thế sắc mặt đều thay đổi, rõ ràng chúng nhận ra vật này. Ô, cửu thiên trùng đỉnh, xếp thứ 32 trong bảng thần vật sao, không ngờ thiên long yêu soái lại có món thần vật này. Ba người trung niên thiên yêu điêu tộc nhìn thấy thế, gương mặt đều hiện vẻ ngạc nhiên. Thiên long yêu soái tay kết ấn, sinh tử khí hùng hồn biến thành quang trụ bắn thẳng vào, ngọn núi dung chuyển dữ dội rồi phình to ra hàng vạn trượng, bóng đen dường như bao phủ cả dãy sơn mạch. Cửu thiên trùng phong, chấn áp chư ma thiên long yêu soái vẻ mặt hung hãn mặt đỏ kè huynh cả trời đất tối sầm lại trên ngọn núi bắn ra một chùm kim quang ngọn núi rung lên rồi xé tan không gian xuất hiện phía trên tiểu điêu và rơi xuống rầm rầm cả dãy sơn mạch đều sụp đổ khi ngọn núi kia rơi xuống sức phá hoại thật khủng khiếp tiểu điêu ngẩng lên nhìn ngọn núi đang rơi xuống gương mặt lạnh tanh rồi hắn chầm chầm giang tay ra một vầng mặt trời màu tím đen bùng nổ đồng thời theo đó là tiếng quát lạnh lùng. Thiên yêu thôn nhật thuật Vòng mặt trời màu tím đen sinh ra từ trong cơ thể tiểu điêu, trời đất vốn đã ảm đạm nay, lại càng đen tối. huynh Ngọn núi kim sắc khổng lồ, đủ để chấn áp một cường giả chuyển luân cảnh mang theo sức mạnh đáng sợ ập xuống, mặt đất rung chuyển, dường như cả sơn mạch sắp sụp đổ vậy. Cảm giác như ngày tận thế đã đến. ầm. Vòng mặt trời đó phình to ra với tốc độ kinh người, chỉ trong vài giây đã to hàng vạn trượng, rồi nó giống như cái động không đáy ẩn tàng không gian, nuốt gọn ngọn núi kim sắc trước vô vàn ánh mắt kinh ngạc. Phụt! Âm thanh kỳ lạ vang lên trong không trung, vòng mặt trời từ hắc quang trồi lên, ngọn núi kim sắc biến mất một cách quỷ dị. Tuy bề ngoài có vẻ yên lặng không tiếng động nhưng bất cứ ai cũng cảm nhận được bên trong vòng mặt trời đó đang phát ra thứ năng lượng gần như hủy diệt. Có điều thứ năng lượng đó đang nhanh chóng suy yếu, kim sắc lấp lánh bên trong cũng dần biến mất, năng lượng từ ngọn núi kia bắt đầu mất đi. Phụt phụt! khi luồng năng lượng đó biến mất hoàn toàn thì thiên long yêu soái sắc mặt kịch biến rồi trắng nhợt máu tê bắn ra hắn có thể cảm nhận được hắn đã mất đi quyền kiểm soát cửu thiên trùng phong sao có thể thế được thiên long yêu soái kinh hãi thất sắc hắn không thể ngờ được tiểu điêu lại có đoạt được cửu thiên trùng phong thiên yêu điêu ta có thể nuốt gọn trời đất một món viễn cổ thần vật thì chẳng có gì khó khăn cả vẻ mặt tiểu điêu đầy khinh thường ánh mắt hắn lạnh như băng chân bước ra rồi bỗng chốc xuất hiện trước mặt thiên long yêu soái huỳnh thiên long yêu soái thấy vậy thì gầm lên giận dữ quyền phong hùng hồn bùng phát đánh thẳng về phía công kích của tiểu điêu dầm tiểu điêu đưa bàn tay ra chặn đứng quyền phong của thiên long yêu soái khóe miệng hắn nhếch lên rồi cong tay lại thành trào năm ngón tay sắc bén cắm phập vào thịt thiên long yêu soái dao thiên long yêu soái mắt đỏ quạch thân thể nhanh chóng phình to huyết quang lan tỏa biến thành một con phi long sáu cánh khổng lồ tiếng long ngâm bạo nộ vang khắc đất trời người tưởng biến thành bản thể mà thoát được sao tiểu điêu cười khẩy so với thiên long yêu soái lúc này hắn chỉ như một con kiến nhưng khí thế lại áp chế hoàn toàn thiên long yêu soái song trào của hắn rạch ta lớp vẩy giáp cứng của lục rực phi long rồi tím chặt lấy một cái cánh nhất cả con rồng khổng lồ lên rồi ném mạnh xuống một đỉnh núi dầm cả ngọn núi sụp đổ lục rực phi long điên cuồng dãy giụa nhưng hai tay tiểu điêu trà tựa gọng kềm hung sát khí tràn lên trong mắt thân hình khẽ động rồi lại nhấc con rồng lên vào quật rầm 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 mặt đất không ngừng chấn động vô số cường giả sững sờ há hốc mồm nhìn tiểu điêu điên cuồng quật lục rực phi long lên hết ngọn núi này đến ngọn núi khác mãi lâu sau ra đầu tất cả đều tê dại người thanh niên nhìn có vẻ ngoài tuấn mỹ kia không ngờ ra tay lại điên cuồng như vậy dao dao lần lượt vô số ngọn núi sụp đổ dưới bóng đen khổng lồ tiếng gầm thét thê thảm của thiên long yêu soái cũng không ngừng vang lên trong không trung điều này khiến bọn kim viên cơ mặt không ngừng co giật trong lòng thấy may mắn vì đã rút lui kịp thời chúng cũng khá chấn động trước cảnh tượng này cùng là đại yêu soái ở thú chiến vự đương nhiên chúng rất rõ thực lực của thiên long yêu soái nhưng lúc này dù hắn đã tế cửu thiên trùng phong ra nhưng vẫn thảm bại như vậy chúng không thể không kinh hãi trước chiến đấu lực kinh người của thiên yêu điêu tộc lần này hắn không chết thì cũng bị lột mất một lớp da hai người nhìn nhau cùng cười khổ ai ngờ được chuyện hôm nay lại biến thành thế này biết sớm thì đã không gây vào lâm động rồi phía dưới mấy người lâm động cũng đang nhìn cảnh tượng cuồng bọ đó rồi hắn nhìn sang bọn trần thông sắc mặt đang vô cùng sợ hãi hắn khẽ háng giọng thật ra bình thường hắn rất thân thiện mấy người trần thông cười khan thực sự hắn không thể liên hệ được một kẻ khiến thiên long yêu soái thê thảm thế kia với từ thân thiện xem ra trận chiến sắp kết thúc rồi lâm động vươn vai hắn có thể nhận thấy khi tức thiên long yêu soái đang yếu đi nhanh chóng rõ ràng hắn đã bị trọng thương vì công kích bạo lực của tiểu điêu dầm ngay khi lâm động dứt lời thì bóng đen trên trời ập tới thân thể to lớn của lục rực phi long bay qua rồi đánh tan tành một vài ngọn núi nửa thân thể hắn bị đống đất đã phủ lên máu tươi chảy ra ồ ạt mùi tanh nồng bay khắp không gian cường già có mặt ở đây đều sững sờ nhìn lục rực phi long đang dãy giụa trong đống đổ nát nhất thời đều ngậm miệng lại để giữ cho bình tĩnh trên không trung tiểu điêu dần đáp sung vẻ mặt lạnh lùng lúc nhìn lục dực phi long tay khẽ đập vào nhau thản nhiên nói họ là huynh đệ của ta người dám động vào họ ta giết người cũng không quá đáng dứt lời hai con mắt bình thản của hắn quét khắp bốn phía lôi uyên sơn cũng là địa bàn của huynh đệ ta sau này kẻ nào dám có ý đồ bất cứ lúc nào ta cũng có thể đón tiếp giọng nói của tiểu điêu lần này không ngạo nghễ như trước nhưng ai cũng nhận ra đằng sau sự bình thản đó là thứ sát ý lạnh như băng kim viên và quỷ điêu yêu soái ở đằng xa cơ mặt đều giật giật, rồi thầm thở dài, bọn hắn biết là tiểu điêu đang nói cho mình nghe. Cả không gian không một ai dám lên tiếng, vô số cường giả có danh khí không nhỏ ở thú chiến vực cũng rụt rè sợ sệt. Sau khi chứng kiến sự hung hãn của tiểu điêu, chẳng một ai dám động vào sát tinh này nữa. Trong đống phế tích có huyết quang yếu ớt, thân thể của lục dực phi long thu nhỏ lại rồi biến thành hình người. Thiên long yêu soái thảm hại nằm trong vũng máu, hắn ho dữ dội, máu tươi bán ra, một lúc sau mới hàm hè nhìn tiểu điêu hay cho thiên yêu điêu bá đạo hôm nay ngươi giỏi thì giết ta đi nếu không thì bàn tọa sẽ không để yên đâu tiểu điêu dần thu lại nụ cười đôi mắt ngưng tụ thứ sát ý khiến trời đất hạ nhiệt ta là long tộc nếu ngươi dám giết ta xem long tộc có để yên không nhưng thiên long yêu soái không hề sợ cười khẩy nói ngươi mà cũng là người của long tộc ngươi tưởng có chút huyết mạch của rồng là được coi là người của long tộc sao tiểu điêu châm chọc thiên long yêu soái hừ lạnh một tiếng huyết quang tụ lại trong lòng bàn tay biến thành một cái đồ đằng của long tộc trên đó lan tỏa thứ uy nghiêm áp lực của long tộc chân chính long tộc đồ đằng ba người trung niên chuyển luân cảnh thấy thế đều cho mày loại đồ đằng này chỉ những người được long tộc chấp nhận mới có mà những người có nó có thể coi là long tộc thật sự tiểu điêu cũng khựng người vì long tộc đồ đằng hừ thiên long yêu soái thấy tiểu điêu như vậy thì hừ lạnh thân phận này cũng khiến hắn phải dè chừng rồi chứ thế nhưng ngay lúc đó chỉ thấy sự châm chọc hiện lên trên mặt tiểu điêu. Long tộc hiên nay đã đến mức thứ rác rưởi gì cũng nhận vào rồi sao? Điêu gia ta hôm nay muốn xem xem liệu long tộc có loại tạp trùng như người mà khai chiến với thiền yêu điêu tộc ta không? Dứt lời, sát ý lại bùng phát, rồi hắn không chút do dự, thân hình lao vút tới, hai ngón tay điểm ra, chùm hắc tử quang bắn tới đánh nổ long tộc đồ đằng. Ngươi! Thiên long yêu soái thấy tiểu điêu không hề kiêng nề gì như vậy, sắc mặt kịch biến, nhưng không đợi hắn nổi điên thì tiểu điêu đã xuất hiện phía trước hắn rồi một quyền đánh ra hắc tử quang cuồn cuộn biến thành cự trào đem theo sức mạnh hung hãn đập xuống thiên long yêu soái thiên long yêu soái lúc này đã trọng thương nên chỉ có thể dương mắt nhìn cự trào đánh xuống lúc này mắt hắn đã dâng tràn sự sợ hãi hắn không thể ngờ tiểu điêu lại bá đạo đến mức này không coi thể diện của long tộc ra gì huynh cự trào hung hăng đánh xuống thế nhưng khi sắp đánh đến nơi thì không gian phía trước thiên long yêu soái bỗng biến dạng hai thân ảnh bước ra tung trường tiếng long ngâm vang vọng cự long bay ra đánh tan cự trào của tiểu điêu vị bằng ngữ thiên yêu điêu có thể tha được thì tha đâu cần phải hạ sát thủ như vậy một giọng nói trầm đục mang uy lực mạnh mẽ vang lên tất cả mọi người đều di chuyển ánh mắt phía trước thiên long yêu soái là hai thân ảnh trên người họ tỏa ra thứ áp lực mạnh mẽ đến cực hạn thứ uy lực đó dường như ngưng tụ lại phía sau họ hóa thành cự long cuộn mình long tộc mọi người thấy vậy đều giữ người đồng thời thất thanh kêu lên không ai ngờ được trong có mấy ngày mà hai trong bốn đại ba tộc đã lộ diện tiếng long ngâm vang dội cả khu vực hai thân ảnh xuất hiện phía trước thiên long yêu soái phía sau hộ khí tức ngưng tụ thành hình rộng cuộn mình áp lực bao trùm cả trời đất hai thân ảnh này vừa xuất hiện đã khiến vô số người chấn động người trong tứ bá tộc bình thường khó gặp mà hôm nay xuất hiện tận hai đại bá tộc họ nhìn nhau rồi cười tình hình lúc này là sao thiên yêu điêu tộc long tộc đối đầu với nhau sao hình như có phần đáng sợ rồi người của long tộc tiểu điêu cũng cho mày nhìn hai người vừa xuất hiện hắn cũng có phần ngạc nhiên xem ra thiên long yêu soái đúng là có chút bối cảnh không chỉ có long tộc đồ đằng mà còn gọi được cứu viện từ long tộc trước bò ánh mắt chăm chú hình ảnh rồng cuộn mình phía sau hai người kia dần tan đi cả hai người đó đều khá trẻ gương mặt cương nghị uy nghiêm thân thể tỏa ra thứ khí tức kinh người, hiển nhiên đều đã đạt đến chuyển luân cảnh. Thực lực này trong long tộc cũng có địa vị không thấp. Hai người vừa xuất hiện thì nhìn thiên long yêu soái đang trọng thương, rồi nhìn sang tiểu điêu sắc mặt lạnh lùng và ba cường giả chuyển luân cảnh còn lại của thiên yêu điêu tộc, ánh mắt đều có phần ngưng trọng. Một lúc ra liền bốn cường giả chuyển luân cảnh, xem ra người thanh niên Tuấn Mỹ kia có địa vị không hề đơn giản trong thiên yêu điêu tộc. Đoạn đại ca, cứu ta! Thiên Long yêu soái thấy hai người đó xuất hiện thì mừng húm, cuống cuồng gọi. Ha ha, vị bằng hữu thiên yêu điêu, tại hạ là lóc tộc đoạn đào, không biết Thiên Long đã đắc tội gì mà các hạ lại xuống tay mạnh vậy. Một trung niên nam tử nhìn Thiên Long yêu soái một cái rồi cung tay với tiểu điêu. Hắn định giết huynh đệ của ta, người nói xem điêu gia ta cần nhẹ tay sao. Tiểu điêu lạnh lùng nói. Vị bằng hữu đây, Thiên Long yêu soái hiện đã trọng thương, nếu ngươi muốn hả giận thì như vậy cũng được rồi, ta nghĩ chuyện hôm nay đến đây thôi trung niên nam tử còn lại trầm giọng nói hắn có chút quan hệ với thiên long yêu soái đương nhiên bây giờ phải nói hộ rồi từ trước tới giờ làm việc gì ta cũng không thích để lại hậu họa ánh mắt tiểu điêu lạnh tanh phong cách hành sự của hắn cũng giống lâm động không động thủ thì thôi đã động thủ thì phải trừ bỏ mọi hậu họa thực lực thiên long yêu soái không tôi tuy hắn không sợ nhưng vạn nhất sau này hắn ta gây chuyện thì cũng khá phiền phức đoạn đào thấy tiểu điêu không muốn buông tha thì lông mày nhan lại Thiên Yêu Điêu Tộc đúng là rất mạnh, nhưng Long Tộc cũng không phải hạng thường. Hôm nay ra mặt, nếu không phải vì e rè thân phận của Tiểu Điêu, thì có lẽ đã ra tay lấy lại thể diện cho Long Tộc rồi. Nhưng không thể ngờ hai người họ đã có thái độ thân thi như vậy, nhưng đối phương vẫn không nề mặt. Thiên Long coi như người của Long Tộc ta. Hắn từng có đóng góp không nhỏ cho Long Tộc. Vì thế, dù huyết mạch không được thuần chính, nhưng vẫn được ba trưởng lão trong tộc đích thân trao tặng Long Tộc đồ đăng. Vì thế nếu hôm nay bọn ta ngồi nhìn ngươi giết hắn thì danh tiếng của long tộc sẽ để đâu đoạn đào nhìn tiểu điêu chăm chăm lẽ nào bằng hữu thật sự vì chút ân oán nhỏ này mà làm hại đến mối quan hệ giữa hai tộc ta thiên yêu điêu và long tộc đều là nằm trong tứ đại bá tộc bình thường có thể nói là nước sông không phạm nước giếng dù hai bên thỉnh thoảng có xung đột thì cũng không đến mức lấy mạng của đối phương vì ai cũng hiểu nếu hai đại trùng tộc này khai chiến thì chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt mà hai bên rất khó để có thắng thua rõ ràng chỉ e sẽ lưỡng bại câu thương tiểu điêu ánh mắt lạnh băng hắn cũng nhìn đoạn đào nói hôm nay là tên tạp chủng này muốn giết huynh đệ ta trước ta làm việc gì cũng là đương nhiên nếu các ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn thì ta chỉ có thể nói rằng hậu quả tự chịu tính cách tiểu điêu nhìn dường như bá đạo nhưng cũng rất cố chấp những việc hắn đã nhận định thì rất khó để thay đổi hơn nữa hắn cũng giống lâm động đối mặt với sự uy hiếp lại càng thêm cứng rắn nghe thấy tiểu điêu nói vậy sắc mặt hai người đoạn đào đều thay đổi ánh mắt hơi trùng xuống vị bằng hữu đây người chắc chắn mình có khả năng nói lời đó chứ ha ha a điêu là một trong những ứng viên của tộc trưởng kế nhiệm ngươi nói xem hắn có khả năng không người trung niên thiên yêu điêu tộc cười nhạt ứng cử viên tộc trưởng mấy chữ đó lọt vào tai hai người bọn đoạn đào đều sững người sắc mặt lập tức tối lại họ có thể đoán được địa vị của tiểu điêu trong thiên yêu điêu tộc không thấp nhưng không thể ngờ vẫn là đánh giá thấp cùng trong tứ bá tộc đương nhiên họ hiểu thế nghĩa là gì nếu sau này tiểu điêu thật sự trở thành tộc trưởng thiên yêu điêu chưa biết chừng chút xung đột hôm nay sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai tộc hai người đoạn đào nhìn nhau cả hai đều thấy khó xử thân phận của tiểu điêu khiến họ thấy rẻ chừng nhưng nếu để thiên long yêu soái bị giết trước bao nhiêu người thế này thì thể diện long tộc cũng không còn nữa sự trầm mặc của hai người đoạn đào cũng khiến không khí trở nên bức bối tất cả cùng mím chặt môi thận trọng theo dõi tình hình. Kim Viên và Quỷ Điêu yêu soái đều thầm quệt mồ hôi lạnh, tuy cũng là cường hào một phương ở thú chiến vực, nhưng nếu trước mặt hai đại bá tộc thì chẳng là gì hết. Thực lực chuyển luân cảnh tuy cũng là chiến lược hàng đầu, nhưng người ta có nhiều tài nguyên mà thế lực bọn họ không thể sánh được. Tiểu Điêu nhìn hai người đoạn đào, sát khí không ngừng ngưng tụ. Không khí bức bối kéo dài một hồi lâu, ngay khi Tiểu Điêu định bu óc ra thì lâm động cuối cùng lắc đầu bất lực. Thân hình lướt tới bên cạnh Tiểu Điêu, giơ tay ra ngăn hắn lại. Chuyện hôm nay, thôi đi. Lâm Động cười với Tiểu Điêu. Tiểu Điêu nghe vậy cho mày, hắn biết rõ tính tình Lâm Động, Lâm Động hành sự rất khoát nhanh gọn hơn hắn nhiều. Lâm Động nhún vai, hắn cũng không muốn thẻ thiên long yêu xoái đi, nhưng sự việc lúc này đã liên quan tới quan hệ của thiên yêu điêu và long tộc. Tuy Tiểu Điêu có địa vị không thấp trong thiên yêu điêu tộc, như quan hệ giữa hai tộc cũng là điều nhạy cảm, không cẩn thận chưa biết chừng sẽ gây nên chấn động lớn bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di cắt phim hơn nữa lâm động cũng nghe thấy rất rõ ràng tiểu điêu chỉ là một trong những ứng cử viên làm tộc trưởng cũng có nghĩa là trong tộc vẫn còn những người thuộc thế lực khác cạnh tranh vì thế hắn không muốn chuyện này gây tiếng xấu cho tiểu điêu ở trong tộc tiểu điêu nhìn lâm động hắn có thể nhận ra ý lâm động muốn nói qua ánh mắt vì thế sau một lúc trầm mặc sát khí trong mắt đã tan đi một phần ba người trung niên đứng sau tiểu điêu thấy vậy cũng ngạc nhiên họ rất hiểu tính cố chấp của tiểu điêu một khi đã có chú ý thì người khác căn bản không thể thay đổi được. Nhưng lúc này, vẫn là vị bằng hữu đây đại lượng, thiên long vừa rồi có gì đắc tội ta xin tạ lỗi. Đoạn đào thấy vậy cũng thở phào, vội cười. Ha ha, tạ lỗi thì không cần, món thần vật mà huynh đệ ta lấy được cũng là lễ tạ lỗi không tồi rồi. Lâm động mỉm cười. Đùa à, muốn thoát thân mà không tổn thất gì, nếu không giữ lại chút gì thì cũng quá có lỗi với bản thân. Lâm động, ngươi, thiên long yêu soái nghe vậy lập tức đại nộ cứu thiên trùng phong là món thần vật rất lợi hại hồi đó hắn phải mất biết bao tâm huyết mấy miễn cưỡng luyện hóa được im mồm đoạn đạo trừng mắt quát thiên long yêu soái gây rắc rối lớn vậy còn không biết tốt xấu thiên long yêu soái sợ sệt ngậm mồm lại tuy cả hai đều là chuyển luân cảnh nhưng hắn biết địa vị của mình trong long tộc không thể sánh với đoạn đào được nếu tiểu huynh đệ đã thích thì lấy đi mọi người yên tâm sau này thiên long sẽ không gây chuyện nữa đoạn đào cung tay nói tốt nhất là như thế nếu còn lần sau điêu gia ta sẽ không nương tay đâu tiểu điêu lạnh lùng nói lời nói của hắn khiến không ít người cười khan lẽ nào vừa rồi hắn xuống tay còn khách khí sao đoạn đào chỉ đành gật đầu trong lòng cũng bực vì bá khí của tiểu điêu rồi vẫy tay nhưng khi hắn định đưa thiên long yêu soái đi thì đột nhiên khựng lại cho mày như nghĩ điều gì một lúc sau mới nhìn thiên long yêu soái hừm sao vậy thiên long yêu soái bị đoạn đào nhìn cũng khó hiểu vừa rồi người gọi hắn là gì đoạn đạo cho mày lâm động tiểu tử đó là con người ở yêu vực cũng rất ngông cuồng thiên long yêu soái không hiểu nhưng hắn chưa nói hết thì thấy sắc mặt đoạn đạo vô cùng phong phú hắn vội ngậm miệng thận trọng hỏi đoạn đạo đại ca sao vậy đoạn đạo mặc kệ hắn quay lại với lâm động cười khan vị tiểu huynh đệ đây là lâm động lâm động cũng không hiểu ra sao nhưng vẫn gật đầu hà hà đoạn đào xoa xoa tay rồi vô cùng căng thẳng hỏi không biết lâm động tiểu huynh đệ có biết thanh trĩ đại nhân lâm động chớp mắt lúc này hắn mới chợt hiểu khẽ gật đầu thanh thiên hóa long quyết mà ta tu luyện là do thanh trĩ tiền bối truyền lại làm sao hắn vừa dứt lời thì thấy trước mắt hoa đi rồi vô cùng kinh ngạc nhìn thấy đoạn đào đang nắm lấy tay hắn gương mặt vốn uy nghiêm bỗng chốc trở nên nhiệt tình đến cổ quái hà hà thì ra là lâm động tiểu ca thật thiên long yêu soái và rất nhiều cường giả khác nhìn cảnh tượng hoạt kia này mà sững sờ lâm động ngạc nhiên nhìn gương mặt vượt rồi còn vô cùng uy nghiêm mà giờ đã trở nên sôi nổi nhiệt tình nhất thời sững người đương nhiên không chỉ hắn ngay bọn tiểu điêu ở bên cạnh cũng kinh ngạc chắc hắn không thể ngờ cường giả long tộc hành sự cần mật lại chớp mắt đã biến thành thế này đoạn đại ca thiên long yêu soái mắt như lồi ra lời nói đọng lại mãi trong mồm mà không thốt ra được rõ ràng cảnh tượng trước mắt gây cho hắn xung kích không nhỏ chuyện gì vậy hai người kim viên yêu soái ở phía xa cũng bất ngờ nhìn nhau trong mắt đều có sự kinh ngạc lẽ nào lâm động còn có quan hệ với long tộc tên tiểu tử này rốt của có lai lịch thế nào khụ cuối cùng lâm động cũng sực tình hắn nhìn tay mình bị đoạn đào nắm chặt bối rối hắng giọng rồi rút tay về sao vậy đoạn đào đại ca đã nghe đến ta sao thật ra lâm động lúc này cũng rất kinh ngạc nhìn đoạn đạo rõ ràng là đã nghe thấy tên hắn điều này khiến hắn thấy rất kỳ lạ tuy có chút danh tiếng ở dmh nhưng không thể truyền tới tận yêu vực huống hồ đây lại là long tộc một trong tứ bá tộc ha ha trước đây không lâu thanh trĩ đại nhân từng truyền lời về long tộc đặc biệt nhắc tới lâm động tiểu ca đoạn đào cười lâm động hơi gật đầu quả nhiên là tin tức thanh trĩ truyền về xem ra dường như hắn cũng có địa vị không thấp ở long tộc nhưng dường như điều này cũng không có gì lạ dù sao thì đó cũng là cường giả luân hồi cảnh thật sự hơn nữa sống bao nhiêu năm như vậy dù trong long tộc một chủng tộc tuổi thọ rất dài cũng tuyệt đối nằm ở tầng thứ cổ xưa nếu biết là lâm động tiểu ca từ sớm thì đã không phiền phức thế này đoạn đào cười cười rồi vẫy tay thiên long yêu soái trần trừ một chút rồi tiến lại thiên long lần này ngươi lỗ mãng rồi còn không mau xin lỗi lâm động tiểu ca nghe vậy không chỉ thiên long yêu soái trố mắt lên mà ngay tiểu điêu và ba cường giả thiên yêu điêu tộc cũng kinh ngạc nhìn lâm động vừa rồi trước mặt tiểu điêu đoạn đào cũng không ân cần như vậy đoạn đại ca thiên long yêu soái cũng không hiểu sự thay đổi này liền ngẩn người ra lâm động tiểu ca chính là người nhận truyền thừa của thanh trĩ đại nhân lẽ nào ngươi được đắc tội ánh mắt đoạn đạo tối sầm lại thanh trĩ đại nhân nghe thấy cái tên đó thiên long yêu soái giật mình là người trong long tộc đương nhiên hắn biết cái tên đó trong tộc có ý nghĩa gì đó là một trong những người có địa vị cao nhất trong tộc rồi hắn không thể ngờ lâm động lại có liên quan đến đại nhân vật trong truyền thuyết như thế trong trời đất này chuyển luân cảnh tuy chỉ cách luân hồi cảnh một bước nhưng có vô số cường giả thiên phú tuyệt vời đến cuối đời cũng không đi được một bước đó khoảng cách giữa hai tầng thứ là vô cùng lớn vì thế mà ngay thiên long yêu soái có thực lực chuyển luân cảnh vẫn kính sợ trước mặt cường giả luân hồi cảnh chân chính ha ha thiên long yêu soái cũng tưởng rất hứng thú với thanh thiên hóa long quyết của ta lâm động nửa cười nửa không nhìn thiên long yêu soái đoạn đào nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi thiên long yêu soái thấy tình hình không tốt vội cười khan lâm động tiểu ca nói gì vây đó là ta nhất thời không biết kiềm chế nếu biết đó là của thanh trĩ đại nhân truyền lại thì ra nào có gan lâm động tiểu ca đôi lúc thiên long hành sự đúng là lỗ mãng mong tiểu ca đừng trách đoạn đào bao quyền cười lâm động tiểu ca đôi lúc thiên long hành sự đúng là lỗ mãng mong tiểu ca đừng trách đoạn đào bao quyền cười lâm động cười mức độ nhiệt tình của đoạn đào khiến hắn thấy bất thường tuy thanh trĩ có địa vị rất cao ở long tộc nhưng dù gì đoàn đạo cũng không phải nhân vật tầm thường dù vì thanh trĩ mà vui vẻ với hắn thì cũng không đến mức phải lấy lòng thế này chứ việc này đến đây là kết thúc đoạn đào đại ca cũng không cần để tâm mọi việc đã giải quyết xong thì bọn ta đi đây lâm động cung tay với đoạn đào đoạn đào thấy lâm động muốn đi vội vàng ngăn lại ấy lâm động tiểu ca đừng vội đừng vội lâm động nheo mắt nhìn đoàn đạo cười khẽ nói đoạn đại ca có việc gì không đoạn đào hơi khựng lại một chút rồi cười khổ gật đầu khẽ nói là long tộc có chút chuyện muốn nhờ lâm động tiểu ca giúp đỡ lâm động kinh ngạc chuyện của long tộc lại cần nhờ đến hắn này vấn đề mà long tộc các ngươi cũng không giải quyết được thì lâm động đi làm được gì tiểu điêu tiến tới ánh mắt không thân thiện nói ba cường giả thiên yêu điêu tộc cũng nhìn đoạn đào ánh mắt đều mang sự kinh ngạc đoạn đào nhìn tiểu điêu hơi lưỡng lự một chút rồi vung tay lên một quầng sáng chùm lấy ba người rõ ràng hắn không muốn ai nghe thấy cuộc nói chuyện đây là lời của thanh chỉ truyền lại ngài bảo vấn đề hiện nay của long tộc có lẽ chỉ có lâm động tiểu ca mới giải quyết được đoạn đào lắc đầu ồ lâm động cũng khá ngạc nhiên rồi hắn nheo mắt lại mười ngón tay đan nhau khẽ nói lẽ nào là vấn đề về dị ma nghe thế đoạn đào cũng khựng người rồi gật đầu bất lực hắn không ngờ lâm động lại đoán được ra luôn như vậy lâm động nheo mắt quả nhiên như hắn nghĩ thực lực long tộc tuy mạnh lúc nào cũng có thể có người mạnh hơn hắn nhiều lần nhưng họ lại cần hắn giúp nghĩ đi nghĩ lại trên người hắn cũng chỉ có tổ thạch là có sức mạnh khắc chế dị ma mà thôi hơn nữa cũng chỉ có dị ma quỷ dị mới khiến mạnh như long tộc cũng phải đau đầu dị ma là bọn chúng sao tiểu điêu cũng trao mày xem ra với hắn cũng hiểu chút ít về thứ này dù thế nào thì hắn cũng là người mang tổ thạch trước đây đương nhiên mức độ lâm động nắm bắt được tổ thạch đã vượt xa tiểu điêu hồi đó tình hình chính xác thế nào Lâm Động nhìn đoạn đào, hỏi. Điều này đành đợi khi Lâm Động tiểu ca đến Long Tộc rồi nói kỹ hơn. Đoạn đào cười khổ. Việc này rất gấp, sau khi thanh trĩ đại nhân dặn dò thì bọn ta vẫn thầm tìm kiếm Lâm Động tiểu ca, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây. Còn phải đến Long Tộc. Tiểu điêu hổ nghi nhìn đoạn đào, thực lực Lâm Động tuy đã tiến bộ lớn, nhưng nếu vào Long Tộc mà xảy ra chuyện gì thì không có cơ hội mà thoát thân. Vị bằng hữu thiên yêu điêu đây không cần lo lắng, Long tộc bọn ta cũng không phải tiểu tộc bình thường, đương nhiên không dùng thủ đoạn đó. Hơn nữa Lâm Động Tiểu Ca có quan hệ với thanh trĩ đại nhân, Long tộc đương nhiên phải coi là bằng hữu. Đoạn đào vội nói. Lâm Động cười. Đoạn đào đại ca nghĩ nhiều rồi, thanh trĩ tiền bối có ơn với ta, ngày ấy cũng là người của Long tộc, Long tộc có khó khăn đương nhiên ta phải giúp đỡ. Đúng là hắn cũng có hứng thú không nhỏ với Long tộc, lớn nhất vẫn là viễn cổ hóa thần đàm mà thanh trĩ đã nhắc tới lâm động muốn tu luyện thanh thiên hóa long quyết đến mức đại thành thật sự thì hóa long cốt là không thể thiếu hắn còn vẫn đang đau đầu làm thế nào để kéo quan hệ không ngờ bây giờ long tộc lại tìm đến tận nơi theo thanh trị ói thì dường như viễn cổ hóa long đàm vô cùng quan trọng với long tộc người ngoài căn bản không được vào trong nhưng giờ long tộc cần hắn giúp nếu vậy thì có thể dựa vào điều này để yêu cầu long tộc cho hắn vào viễn cổ hóa long đàm rồi vậy thì đa tạ lâm động tiểu ca ân tình này long tộc sẽ ghi nhớ đoạn đào nghe thế thì mừng rỡ ngươi đồng ý nhanh vậy sao làm việc mà không có lợi ích gì không phải tác phong của ngươi những lời nói suông vậy mà ngươi cũng tin tiểu điêu tiến tới sát lâm động nói nhỏ lâm động không nói gì đoạn đào cũng bối rối háng giọng chỉ cần lâm động tiểu ca giải quyết giúp long tộc vấn đề trước mắt chắc hẳn tộc ta cũng không bạc đãi đâu đoạn đào đại ca mọi người định bao giờ khởi hành lâm động hỏi theo ý của lâm động tiểu ca đương nhiên càng nhanh càng tốt đoạn đào lưỡng lự một chút rồi nói lâm động khẽ gật đầu hắn có thể nhận ra sự lo lắng trên gương mặt đoạn đào rồi cảm thấy chấn động rốt cuộc long tộc xảy ra chuyện gì lại gấp gáp vậy vậy thì ba ngày nữa lên đường ba ngày tới bọn ta còn phải sắp xếp việc trong lôi uyên sơn lâm động nghĩ rồi nói được ba ngày sau ta đến đón lâm động tiểu ca còn về lôi uyên sơn lâm động tiểu ca yên tâm trong thời gian nếu kẻ nào dám nói ra nói vào đừng nói ngươi long tộc cũng không tha cho hắn đoạn đào trầm giọng nói còn liếc mắt nhìn thiên long yêu soái hắn ta cười bối rối gật đầu giờ hắn không còn chút ngạo khí nào nữa đương nhiên hắn nhận ra tình hình lúc này rõ ràng lâm động đã thành người vô cùng quan trọng của long tộc nếu còn đắc tội có lẽ long tộc cũng không muốn bảo vệ hắn nữa hà hà vậy cứ quyết định vậy lâm động cười đoạn đào thấy thế cũng không nói gì thêm bao quyền rồi đưa thiên long yêu soái nhanh chóng rời đi sau khi bọn họ đi không khí ở đây dần thả lòng mọi người đều nhìn lâm động với ánh mắt chấn động đoạn đào vừa nói như vậy thì sau này còn ai dám đắc tội lôi uyên sơn có ai ngờ được một lôi uyên sơn nhỏ bé chẳng có gì nổi bật này lại có quan hệ chặt chẽ với thiên yêu điêu và long tộc như vậy lúc này rất nhiều cường giả và thế lực lúc này đã hoàn toàn từ bỏ ý định đoạt thần vật từ tay lâm động tất cả đều cảm thán và không cam lòng dẫn người rời khỏi thần vật sơn mạch lâm động nhìn cảnh đó cười rồi quay sang nhìn tiểu điêu đi thôi theo ta về lôi uyên sơn trước ba huynh đệ ta tụ họp lại với nhau rồi sau đó hà hà ta muốn xem xem rốt cuộc long tộc gặp phải vấn đề lớn gì sau khi bọn lâm động khải hoàn trở về lôi uyên sơn rơi vào trạng thái hoan hỉ không ngớt mọi việc xảy ra ở thần vật sơn mạch khiến ngay cả những cường giả lâu đời cũng cảm thấy nhiệt huyết sụp sôi ai có thể ngờ một lôi uyên sơn thực lực không phải hàng đầu thú chiến vực lại có thể tạo nên sự kiện lớn như vậy thậm chí ba đại yêu soái cũng không dám bất mãn thành tựu này khiến người trong lôi uyên sơn khó lòng giấu nổi niềm tự hào mà đó hiển nhiên là không phải do thống lĩnh từ chung trước đây đem lại rồi lúc đó lôi uyên sơn còn phải cúi đầu xương thần với huyết long điện tuy hạ mình trước cường già cũng không phải điều gì xấu mặt nhưng dù sao thế gian này chẳng ai lại muốn đứng dưới người khác mọi người trong lôi uyên sơn đều biết rõ từ nay về sau địa vị của lôi uyên sơn ở thú chiến vực đã vượt qua ba đại thế lực như huyết long điện ở thú chiến vực này cũng chẳng còn kẻ nào dám khiêu chiến lôi uyên sơn nữa nếu trước đây một số cường già trong lòng chưa thật sự hài lòng về việc lôi uyên sơn đổi chủ thì hiện nay cuối cùng họ cũng đã hoàn toàn chấp nhận và kính sợ vị tân yêu soái hòn tin rằng dưới sự thống trị của tân yêu soái và người thanh niên kia uy danh lôi uyên sơn chắc chắn sẽ vang dội khắp yêu vực trên một ngọn núi lâm động nhìn xuống lôi uyên sơn đang trong không khí vui vẻ hào hứng cũng khẽ thở ra một hơi khi đối diện với ba đại yêu soái hắn vốn tưởng phải từ bỏ lôi uyên sơn nhưng không ngờ cục diện lại biến chuyển thế này xem ra một năm nay người sống cũng rất thú vị loạn ma hải là nơi khá tốt hồi đầu ta cũng ở đó một thời gian đột nhiên từ phía sau có tiếng cười vọng lại lâm động quay ra nhìn thì thấy trên tảng đá xanh tiểu điêu đang hề oải ngồi tay cầm hũ rượu bên cạnh là tiểu viêm đúng là ở đó rất thú vị lâm động cảm khái từ sau khi tỉnh dậy từ huyền linh đảo hắn đã trải qua rất nhiều việc mãi đến cuối cùng dần có danh tiếng ở loạn ma hải trong đó có bao nhiêu nguy hiểm thì chỉ có hắn mới rõ Điêu gia ta cũng hơi đen đủi, khi về yêu vực thì đã bị trọng thương, cũng may là có cách liên lạc về gọi người trong tộc đến cứu, sau đó bế quan đến 10 ngày trước. Tiểu Điêu chép miệng, nhấc hũ rượu lên uống một hơi, trầm mặc một chút rồi khẽ cười. Lúc đó ta còn tưởng cả đời này không gặp được hai người nữa. Chúng ta đều phúc lớn mạng lớn, không dễ chết vậy đâu. Tiểu Viêm gãi đầu cười, hắn lúc này không còn chút hung sát khí nào khi ở trước mặt cường giả Lôi Uyên Sơn. Tiểu Điêu cười, Tay khẽ búng lên hũ rượu lẩm bẩm. Ba lão cẩu đó, ra tay cũng thật ác. Trên không trung, không khí dường như đặc quánh lại, ba gương mặt vốn đang tươi cười bỗng nhiên tràn ngập sự lạnh lùng. Việc xảy ra dị ma thành vẫn là cái gai trong tim họ. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội, để ở bên dưới phần mô tả, đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.